Và lúc này thì tôi đang có mặt tại một gian hàng với rất nhiều những linh kiện phụ kiện không thể thiếu trên những chiếc xe. Và đây là những chiếc camera hành trình cực kỳ hữu dụng. Điều quan trọng là nó hiển thị hình ảnh rất là rõ nét. Các bạn có thể thấy được rằng là nó có thể truyền tải, truyền hình ảnh ra những thiết bị gắn ngoài như là smartphone hay là iPad để cho chúng ta có thể kiểm soát được hình ảnh của camera hành trình cũng như là lưu lại những cái thông tin mà camera hành trình này đang ghi hình. Và ở đây nữa, một trong những sản phẩm vô cùng ấn tượng. Vì sao tôi lại nói là ấn tượng? Bởi các bạn có thể thấy là vô cùng quen thuộc trên những chiếc xe cao cấp như là Volvo hay là Tesla. Và giờ thì nó có thể gắn vào những chiếc xe với mức giá tầm trung như là Fortuner. Một màn hình rất rộng hiển thị tất cả những cái thông tin về camera như là camera 360 rồi trước sau. Và một nút bấm thôi. Lúc này thì màn hình đã được quay ra ngoài. Như các bạn có thể thấy được màn hình giải trí. Rất tiện ích. Bên dưới rất nhạy. Đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe, hệ thống giải trí của chiếc xe. Tất cả mọi thứ được tích hợp bên trong chiếc màn hình này, loại bỏ đi những cái nút bấm trước đó của nhà sản xuất. Vô cùng ấn tượng.